Bạn hôm nay chúng ta sẽ ươm hạt giống hoa dừa cạn nhé. Dụng cụ gồm có một gói hạt giống của DT Seed này. Lâu lắm mới lại thấy công chúa xuất hiện. Một bầu đất này, một ươm cây đây. Dương lên hết rồi. Đây đất của chúng ta lấy đất tươi xốp này, đất ẩm này, lấy hạt giống ra này, bóc ra này, cho hạt vào này, có hai cái thôi, với nước giữ ẩm nó bảo là ba cái, hai cái. Các bạn đợi khoảng 4-5 ngày đi, để trong chỗ mát này, là giống lên đây, dừa cạn đây. Chúng ta có thể đánh cây này ra, đánh ra, cho trồng vào các cái chậu đất. Đây cho trồng. Đây là chậu mình đã chuẩn bị sẵn này. Đấy, chúng ta đây để một cây, rất dễ. Chậu này mình sẽ trồng 3 cây. Dễ. Ok. Trồng được 3 cây bạn nhé. Đấy, bây giờ tiến hành tưới nước giữ ẩm cho ra ngoài trời tránh mưa nắng trực tiếp vào nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình.